Hello mấy anh chị, welcome mấy anh chị tới ngày thứ ba của Spicy Bootcamp. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ chính thức học về những cái TA, những cái technical analysis mà chúng ta đã được nhắc tới ở trong những cái bài thuật ngữ của ngày thứ hai. Ngày thứ hai á, mấy anh chị chỉ biết được nó tên gọi là gì, đúng không? Và cái cách thức của nó hoạt động ra sao, nhưng mà chúng ta chưa có nắm rõ vào cái tác dụng của nó là gì. Ha. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu đi vô những cái khái niệm đầu tiên. Day 3 thì nó sẽ có là các loại support resistance. Thì support là tiếng Việt là hỗ trợ, resistance là một cái kháng cự. Support zone là gì? Thay vì một điểm support thì bây giờ support zone nó là một vùng hỗ trợ, còn resistance zone là một vùng kháng cự. Nha, bắt đầu. Bây giờ mình sẽ bắt đầu. Rồi, thì bây giờ với chị bắt đầu mình phải hiểu support là gì. Thứ nhất, support là hỗ trợ giá khi nó giảm. Mà khi cái giá nó đi xuống, thì nó đang giảm mà nó chạm vào một cái đường line gọi là support, tiếng Việt là hỗ trợ, thì sao giá nó sẽ có khả năng đi lên. Tại sao mình dùng từ khả năng mà mình không dùng là từ 100% đi lên? Tại vì TA nó không hoàn toàn chính xác 100%. Nó chỉ là một cái tỷ lệ, nó giúp cho mình thắng nhiều hơn thôi. Cho nên mình phải dùng từ khả năng để khi sao, nếu như nó không đi lên thì mình phải biết cách mình manage cái risk của mình bằng cái hình thức gì? Cut loss. Đúng không? Cái tiếp theo là resistance. Resistance là gì? Nó cản cái giá khi đang tăng và nó là có thể nó làm cho cái giá không tăng được tiếp nữa. Có nghĩa là sao? Không tăng thì sao? Nó đi ngược xuống, nó giảm ngược lại. Nè, ví dụ nó đang đi lên, nó chạm một cái đường line, nó đi xuống, thì đây gọi là cản giá tăng. Và ngược lại, giá đang giảm, chạm vô đường support thì đi lên. Đây là cản giá giảm hay là hỗ trợ giá giảm. Hỗ trợ cái giá khi nó đang giảm. Rồi, thì resistance, khi giá đi lên, là đang tăng đúng không? Đang tăng, mũi tên đi lên. Chạm vào resistance, đây, chữ R ha, em để chữ R. Kháng cự, giá sẽ có khả năng quay ngược lại. Tại sao mình lại dùng một từ khả năng nữa? Tại vì cũng có thể nó break out qua luôn, đúng không? Cũng có thể nó break out qua luôn, cho nên mình phải dùng từ khả năng. Rồi, thì bây giờ mình bắt đầu. Cái điều đầu tiên mà em muốn cho mấy anh chị có một cái nốt xuống mà mấy anh chị nhớ là khi á, bây giờ mấy anh chị coi như đây, cái hình mặt cười này ha, cái hình mặt cười này người ta gọi nó là cái giá. Giá nghĩa là sao? Có nghĩa là lúc á, thì cái giá nó nằm ở 282, lúc thì nằm ở 321, lúc nằm ở 361.04. Thì support của anh chị á, lúc nào nó cũng sẽ nằm ở dưới của anh chị ha, còn resistance lúc nào cũng sẽ nằm ở trên đầu. Mấy anh chị nhớ nha, cái gì nằm trên đầu mình thì mình gọi là resistance, cái gì nằm dưới chân mình thì mình gọi là support. Thì cái đây thằng bé này nó tên là giá. Rồi, thì bây giờ em sẽ có ba cái đường line. Bây giờ đầu tiên mình đi thực hành trước nè. Bây giờ thí dụ thằng nhóc này nó nằm đây, thằng bé này nó nằm đây. Dưới mình thì cái đường line này gọi là gì? Support. Trên mình thì cái đường line này gọi là resistance. Vậy cái lúc mà thằng bé này nó lên đây thì sao? Có phải cái đường line này nè, lúc này nó không còn gọi là resistance nữa, tại mình nói là sao? Cái gì dưới chân mình thì sẽ trở thành support và cái gì ở trên mình sẽ trở thành resistance. Đúng không? Tại vì khi mà cái việc đầu tư stock á, giá nó không thể nào nó nằm yên hoài một chỗ như vậy được. Đúng không? Nó không thể nào nó nằm yên hoài một chỗ như vậy được. Nó sẽ có lúc nó tăng lên vùng này, có lúc nó giảm xuống vùng này. Đúng không? Thì cái việc của mình á, là lúc nào mình cũng phải nhớ trong đầu cái công thức này. Cái gì ở dưới chân mình là support, cái gì ở trên mình là gọi là resistance. Rồi đây support rồi đây, resistance ở đây. Đầu tiên bây giờ mình cho nó chạy, nó thằng bé này nó ở cái vùng giá là 282 và 321 đúng không? Rồi 2.2 321 thì support nó work như thế nào? Bây giờ cái thằng bé này nó đang ở trên một cái vùng giá ở trên cao trên đây đúng không? Là 308.91. Thì sao? Giá nó giảm xuống. Thì nó chạm được một cái người ta gọi là cái support ở 282.29 thì có khả năng nó sẽ đi lên.
À, có khả năng sẽ đi lên, và khi nó đi lên nó chạm được cái mức giá ở một vị trí resistance 3.21 thì sao? Có khả năng nó sẽ quay ngược lại. Rồi. Và cái hành động mà chúng ta đã được nhắc tới trong thuật ngữ là break out á, anh chị nhớ không? Thì khi nào cái support và resistance để thay đổi là khi là cái giá nó phải hoàn toàn nó đi qua 321, nó chuyển lên trên trade trên cái vùng này, nó giao dịch ở trên cái vùng này, thì lúc này sao? Resistance chúng ta sẽ là ở trên, support chúng ta sẽ là ở dưới. À, lúc này support resistance. Vậy thì cái lúc này nó đổi cái cách thức nó hoạt động lại, hồi xưa là nó cản thì bây giờ làm sao? Nó lại đổi chu kỳ là khi bây giờ nó đi xuống. Thì sao? Nó có khả năng nó bao lên, nó đi xuống, có khả năng nó bao lên. Đó, thì đó là khái niệm của support và resistance. Rồi, thì bây giờ đầu tiên mấy anh chị phải nhớ trong đầu như vậy. Support và resistance nó cũng có một cái limit. Limit là sao? Bây giờ mấy anh chị tưởng tượng như cái support và resistance nó như là một cái bánh xe. Nó như một cái bánh xe đi ha. Thì bây giờ cái bánh xe mấy anh chị đâm vô cái bánh xe đó một lần. Đúng không? Mấy anh chị đâm vô cái bánh xe đó một lần. Thì sao? Thì nó sẽ vẫn xài được. Bánh xe đâm vô một lần thì có thể nó vẫn xài được. Nhưng mà bây giờ mấy anh chị tưởng tượng nếu như là một cái support resistance chạm một lần vẫn bao được, chạm hai lần vẫn bao được, một mũi vô cái bánh xe, hai mũi vô bánh xe, nhưng mà sao nếu như nó bị chạm quá nhiều lần thì cái bánh xe này mấy anh chị không xài được nữa, và cái support này cũng vậy, rất là có khả năng cao nó sẽ bị lủng, đúng không? Và trường hợp ngược lại, resistance ở trên nếu như nó bị test quá nhiều lần, test quá nhiều lần thì sao? Có khả năng nó sẽ break out ra. Đó. Cho nên khi mà mấy anh chị trade mà sử dụng support resistance đó thì mấy anh chị nhớ một cái support good đó thì không thể nào mà bị bao quá 3 4 đến 5 lần. Đúng không? Không bao 4 đến 5 lần, tại vì sao? Một ngày nào đó nó bao quá nhiều nó sẽ bị lủng. À. Và resistance cũng vậy, nếu như lần đầu mà mấy anh chị thấy nó không qua được cái resistance hoàn toàn bình thường. Lần thứ hai không qua được vẫn ok, nhưng nếu như tới lần thứ 5, thứ 6, thứ 7 mà nó không qua được thì sao? Người ta sẽ nản. Và người ta không muốn mua để cho nó lên nó test cái dùng này nữa, và đồng thời chuyện gì sẽ ra? Giá nó sẽ giảm nặng. Người ta mất cái độ tin tưởng rồi, tại vì nó quá khó phá. Đúng không? Cho nên người ta bỏ cuộc. Đồng nghĩa việc gì? Stock nó sẽ giảm ngược lại, nhiều khi là nó sẽ giảm ngược lại vô đâu, vô cái vùng trading ở dưới này. Đúng không? Nó từ đây nó test, nó từ đây nó test, test hoài mà nó không lên được trên đây thì sao? Người ta nản quá, người ta thả ra, nó rớt ngược gì đây. Đó, bởi vì mấy anh chị thấy cái việc mà support resistance nó thay đổi liên tục là như vậy, là tại vì nó phụ thuộc vô cái vùng giá đang trade ở đâu. Ha. Rồi. Bây giờ mình sẽ đi vô hướng dẫn, em sẽ hướng dẫn cách anh chị cái cách vẽ. Em sẽ hướng dẫn mấy anh chị cái cách vẽ. Bây giờ mấy anh chị thấy khi mà mấy anh chị mở cái Trading View lên, mình đã được học cách mở vào ngày thứ hai. Thì bây giờ làm sao để mình vẽ một cái support và resistance? Đúng không? Cái công cụ mà mấy anh chị sử dụng á là nó nằm ở đâu? Nó nằm ở đường cái tên là trendline. À, nó nằm ở đường trendline. Đây. Đây, nó nằm ở đường trendline. Đây là một cách thức anh chị vẽ bằng tay. Nè, mấy anh chị vẽ bằng tay. Đúng không? Đây là cách thức anh chị vẽ bằng tay, hoặc là bây giờ mấy anh chị đây, để anh chị vẽ bằng tay. Nhưng mà sao? Cái cách này nó rất là khó cho những anh chị mới. Em sẽ hướng dẫn mấy anh chị một cái cách khác. Bây giờ làm đầu tiên là bây giờ mình đã biết cách hoặc cách thức của cái đường support này nó work, thì mình phải tìm hiểu là để hình thành một cái đường support thì nó cần những cái gì. Một lần đầu tiên khi mà cái giá nó chạm xuống thì mình tạm thời mình chưa gọi đây là một cái support được, tạm thời ha. Nhưng mà sao khi mà mấy anh chị thấy giá nó đi lên và nó chạm lần thứ hai, lần thứ nhất nó chạm tại điểm A, lần thứ hai nó chạm tại điểm B, thì từ hai cái điểm này mấy anh chị làm gì? Từ hai điểm này mấy anh chị làm gì? Mấy anh chị có thể vẽ được một cái gọi là support, đúng không? Mà support mình đã nghe về những cái ngày hôm trước là mình sẽ ứng dụng cái support từ trong quá khứ ra tương lai, thì khi mà mấy anh chị kéo dài ra thì mấy anh chị expect điều gì?
là sau này khi mà giá nó đi lên, nó sẽ chạm vùng này nó lên, nó bao lại, chạm vùng này nó bao lại, chạm vùng này nó bao lại, đúng không? Thì người ta gọi đây là một cái support, nó sẽ có những điểm A, B, C, D, E. Đó. Rồi, vậy resistance là sao? Same thing, nếu như bây giờ mình nói nó là bao giá ở năm đồng, còn resistance là gì? Bây giờ mình nói lần đầu tiên mình mua tại A 5 đồng, nó chạy lên tới 10 đồng. Nó chạy lên tới 10 đồng. Đúng không? Là ngay chỗ này. Nó rớt xuống. À, nó chạy lên tới ngay chỗ này nó rớt xuống. Rồi, nó chạy lên tới ngay chỗ này nó rớt xuống. Lần sau nó lên một cái giá 10 đồng 1, 10 đồng 2 nó cũng rớt xuống. Thì mình hình thành cái gì? Một cái vùng resistance cho nó. Đúng không? Mình chỉ hình thành một cái vùng resistance cho nó. Mình sẽ vẽ đây này tí xíu. Là đây nó chạy lên tới 10 đồng nó cũng đi xuống. Rồi, bây giờ anh chị ha, đây 10 đồng thì nó cũng kích thước như vậy, từ điểm A thì mình nếu nó chạm lần đầu mình chưa gọi nó được là resistance. Mấy anh chị chưa được gọi nó là resistance được. Nhưng nếu như nó đi xuống chạm support lần hai, thành thành support, thì khi mà nó đi lên lại sao? Nó chạm cái điểm B nó cũng rớt xuống, thì mình bắt đầu gì, mình phải có at least là hai điểm, hai điểm chạm ở dưới đi lên thì mình gọi là support, hai điểm chạm ở trên rớt ngược lại thì mình gọi là resistance. À, mấy chị phân biệt nha, cấu tạo của support resistance là phải có at least hai điểm a b thì sao nó mới hình thành được một cái gọi là support resistance. Rồi, thì bây giờ bắt đầu em sẽ ví dụ cho anh chị cái cách vẽ support resistance. Đây, mà em đã vẽ trước nhưng mà bây giờ mình sẽ xóa, em sẽ xóa em đi chung với anh chị để cho mấy anh chị biết được cái cách vẽ. Đầu tiên là mình sao? Cái công cụ mà mấy anh chị sử dụng ngày hôm nay á là mấy anh chị sử dụng cái công cụ tên là ALTH. Ở trên bàn phím mấy anh chị á là Ctrl H á. Ha, ở trên bàn phím mấy anh chị nó có một cái công cụ gọi là Ctrl H đây nè, chị Ctrl H nè. Rồi. Đây. Thì bây giờ điều đầu tiên mình phải đi xác định những cái điểm nào mà con sóc nó đi lên rồi nó quay trở ngược lại nó chạm. Ha, đầu tiên là bây giờ mình dùng cái vẽ trước đi. À, anh chị em sẽ dùng một cái vẽ. Rồi thì em thấy à con sóc nó lần đầu nó đi xuống đây. Nó đi lên. Lần thứ hai nó đi xuống đây nó đi lên. Vậy em có đủ vẽ được một cái spot chưa? Đã đủ rồi. Lần đầu thì mình chưa phán đoán được cái spot ở đâu. Lần thứ hai mình chưa phán đoán được spot chính thức, nhưng nếu như mà mấy anh chị thấy nó giảm nó đi lên thì sao? Mình đã được có được một cái support. Nhưng mình sẽ dùng hai cái điểm này để mình ứng dụng cho tương lai. Ha, mình sẽ dùng hai điểm này mình ứng dụng tương lai. Thì bây giờ cách vẽ hồi nãy em có hướng dẫn với anh chị là mình dùng cái phím tắt là ALT cộng chữ H. Bây giờ đầu tiên mấy anh chị cứ để bất kỳ cái con chuột, chỏ chuột của anh chị trên màn hình đi. Để con chuột, chỗ chuột màn hình đâu cũng được. Bên chị bấm cho mấy chữ Ctrl H, bấm chữ này nè. Rồi, thì bây giờ mấy anh chị có phải trên màn hình mấy anh chị có một cái đường like không? Bây giờ mình mới học thì cái cách vẽ đơn giản nhất là như vậy. Mấy anh chị hô cái đường like đó, mấy anh chị di chuyển như nè, di chuyển lên xuống trước ha. Rồi, bây giờ mấy anh chị sẽ dò y như rà mìn vậy đó mấy anh chị. Bây giờ mấy anh chị mình đã xác định được là mình có hai điểm đúng không? Mình xác định mình có hai điểm ở đây. Rồi, bây giờ nhiệm vụ của mấy anh chị là gì? Mình phải làm sao á mà chỗ đường like này là nó chạm cùng lúc hai điểm. Chạm một điểm nè, chạm ngay đây rồi nè, mấy anh chị thấy ha, nó chạm ngay đây nè. Nhưng mà sao mà nó support là phải có hai điểm, một điểm mình không đồng ý. Bây giờ mấy anh chị kéo lên xíu nữa cho nó chạm cái điểm trên đây luôn. Rồi bây giờ lúc này mấy anh chị coi nó đã chạm nè, một nè, nó chạm hai rồi, mấy anh chị thấy không? Đó, mấy anh chị thấy không? Đây, nó đã chạm một lần nè. Đây, nó đã chạm một lần. Chạm một lần. Giờ còn đây là gì? Chạm hai lần là mấy anh chị có gì? Mấy anh chị có một cái support. Đây được gọi là support. Ở cái mức giá bao nhiêu? 76,35. Hình thành ra một cái support. Tiếp tục. Resistance. Bây giờ mấy anh chị thấy lần đầu tiên giá đi từ dưới lên nó có một cái vật cản ngay đây đúng không? Nó cản nè. Nó làm cho giá stock đi xuống là điểm thứ nhất. Nó chạm cái vùng hỗ trợ 76,35 của mình. 76,35. À, 76,35. Đấy. Rồi. Đúng không? Thì sao? Thì nó dòng ngược lên trở lại, thì ngay chỗ mà nó dòng ngược lên trở lại nó đi xuống, thì bây giờ đây là điểm thứ nhất.
Đây là điểm thứ hai. Bây giờ lúc này mấy anh chị làm gì? Y chang như hồi nãy mình học, mấy anh chị đặt đại một cái đường, cái chữ là Enter H. À, em sẽ để trên màn hình lại cái chữ đó, tại mình sẽ sử dụng thanh niên ALT và H. Rồi, mấy anh chị nha, ALT và H. Đây, anh chị cũng như vậy, mấy anh chị rà. À, mấy anh chị rà. Mấy anh chị rà cái đường đó. Bây giờ mình xác định điểm 1 ở đây, điểm 2 là ở đây gì? Mấy anh chị rà xuống. Mấy anh chị đừng quan tâm những cái gì bên tay phải ha. Chạm một đường nè, chạm này nè, chạm cái đầu tiên. Nhưng mà mình nói sao? Resistance cũng như vậy, phải có hai điểm. Bây giờ mấy anh chị kéo xuống tí xíu. Mấy anh chị kéo xuống tí xíu. Kéo sao? Kéo cho tới khi nó chạm thì thôi. Đó, mấy anh chị thấy chưa? Bây giờ nó chạm rồi nè. Bây giờ nó chạm một điểm nè. Nó chạm hai điểm nè. Thì mình nói như sao? Mình nói gì? Là bây giờ mình đã bắt đầu mình có gì? Mình đã có một cái vùng support và resistance. À, đây. Ở cái chỗ này mình gọi nó là support. Support. Anh chị có thể để màu xanh để mình nhớ là à, một mình thấy màu xanh là mình mua vô. Còn resistance mình chỉ có thể để màu đỏ để mình thấy gì. Nếu như nó là màu đỏ thì mình bán ra. À, đây, resistance. Rồi, support và resistance ha. Ok, vậy khi mình có được support resistance rồi, bây giờ mấy anh chị sẽ trade như thế nào? Có phải là mình nói là mỗi lần mà nó chạm support là mấy anh chị sẽ mua vô không? Đúng không? Bây giờ đầu tiên, sorry mấy anh chị, đầu tiên là mình không quan tâm cái vùng như này ha. Mấy anh chị tạm thời đừng có nhìn bất kỳ gì này hết, bỏ qua đi. Mình chỉ quan tâm tới cái trong tương lai. Trong tương lai mấy anh chị thấy nè. Mấy anh chị thấy trong tương lai ha. Bây giờ mình sẽ coi khúc này. Nào bắt đầu coi khúc này. Bây giờ mấy anh chị đừng quan tâm khúc trên ha. Bây giờ mấy anh chị coi cái giá nó giảm nè. Giá nó giảm. Giá nó giảm từ ở trên 84.44. Đúng không? Còn cái support mà mình đã tạo ra là nó nằm ở đâu? 76.30. Bây giờ mình chỉ coi nó xuống nè. Đúng không? Nó xuống. Nó bây giờ lúc này nè. Cái lúc này nó chạm 76.30. Mấy anh chị thấy sao? Nó đi lên. Mấy anh chị thấy lên không? Vậy khi nào mấy anh chị mua vô? Mấy anh chị mua khi mà mấy anh chị thấy nó chạm vô cái vùng này, tại mình biết sao nó sẽ có khả năng nó đi lên, mua vì có khả năng đi lên, đúng không? Mình nó sẽ có khả năng nó đi lên. Rồi bây giờ mình mua vô, lúc nào mấy anh chị bán ra? Đây mình entry, khi nào mấy anh chị bán ra? Mình có một cái target mình đặt sẵn là trên đường màu đỏ này là một cái đường resistance, đúng không? Trước nhất mấy anh chị nhớ vậy, mình mua mấy anh chị có thể bán bất kỳ lúc nào mấy anh chị muốn, khi mấy anh chị cảm thấy mấy anh chị có lời. Nhưng nếu như mà mấy anh chị muốn trade thật sự theo có một kế hoạch đặt ra thì bây giờ mấy anh chị nè, đó mấy anh chị để nó chạy, để anh chị để cho nó chạy. Lúc này mấy anh chị thấy sao? Nó chạm rồi nè, mấy anh chị thấy không? Nó chạm 84.61 rồi nè. Mình đã nhớ trong đầu mình làm gì? Đụng đường xanh mua vô, đụng đường màu đỏ bán ra. Lúc này mấy anh chị làm nhiệm vụ gì ở đây? Bán ra vì chạm resistance có khả năng giảm lại đó. Rồi lúc này là chị làm gì? Anh chị bán ra, thấy không? Đây đó, anh chị thấy không? Nó giảm nè, nó giảm nè. Rồi tiếp tục đụng lần nữa làm gì? Lại mình kéo nó mình qua đây mua gì? Có khả năng, mấy anh chị nhớ nha, mình dùng từ là có khả năng. Tại vậy sao? Không phải một lúc nào 100% nó đụng xuống đây nó cũng sẽ đi lên. Có những trường hợp nó sẽ đi xuống, nhưng mà sao? Mình mua ở đây là mình mua ngay đáy. Đúng không? Mình mua ở đây mình mua ngay đáy chứ không mua ở đây, mình mua ở đây là mình mua ngay đáy. Bây giờ mấy anh chị coi nó có tăng lên không? Đó, mấy anh chị thấy nó tăng nè. Mua vì sao? Có khả năng đi lên. Đó, nó tăng nè. Rồi, mình tiếp tục. Em nói một lần nữa, bất kỳ lúc nào mà anh chị bán cũng được nếu như chị cảm thấy hài lòng với lại cái số tiền mà anh chị kiếm ra. Rồi, còn không, mà anh chị làm gì? Nó lại tiếp tục nó chạm cái vùng resistance lần nữa. Đúng kỷ luật, đúng plan mình đặt ra, mấy anh chị bán. Tại sao? Vì nó chạm resistance, có khả năng nó sẽ giảm lại. Đúng không? Lần thứ ba, mấy anh chị lại thấy nó lại đi xuống cái vùng này lần nữa. Y chang kế hoạch cũ. Mình mua vô nó đi lên, anh chị thấy à, nó đi lên đó, anh chị thấy à, nó đi lên. Lúc này nó quay trở lại nó test, đây là một lúc hoàn toàn mình không biết được nó rớt hay không,
không? Nhưng mà em nói lúc bất kỳ lúc nào mấy anh chị mua, mấy anh chị cảm thấy hài lòng, mấy anh chị có thể bán ra. Tại vì không phải lúc nào cũng 100% mà nó đi từ dưới này nó đi lên, xong rồi đi lên, nó không không giá stock nó không thể nào đơn giản như vậy. Đơn giản như vậy thì ai cũng làm triệu phú được rồi. Sẽ có những trường hợp nó lủng ra ngoài. Mình là người trade có kinh nghiệm thì đây là những lúc mình manage cái risk của mình là ở đây. Nếu như mình mua ngay đây mà nó không đúng ý mình, nó không có lên trên đây thì mình làm gì? Cut loss nếu như nó đi xuống. Đúng không? Thì đây là report resistance. Rồi, thì bây giờ nãy anh chị có nhớ có một cái khái niệm á mà em hay nói, em nói với anh chị là mình đứng ở đâu thì mình đứng ở đâu thì dưới chân mình là gì? Support. Trên đầu mình là gì? Resistance. Đúng không? Vậy bây giờ mấy anh chị thấy có một cái vùng giá nó vượt lên nè, mấy anh chị thấy có một vùng giá nó vượt lên trên nè. Đó, nó vượt lên trên nè. Rồi thì bây giờ mấy anh chị khi mà nó vượt lên trên rồi thì cái đường màu đỏ này trở thành gì? Có phải nó dựa lên trên đúng không? Là lúc này thằng bé nó ở trên thì mình gọi cái đường này là gì? Có phải là nó thành màu xanh, nó trở thành support không? Đúng không? Bây giờ thành support thì mấy anh chị coi nè. Giá nó đi xuống nè, nó chạm nè. Đây, em sẽ giảm mũi tên ra cho mình chị hiểu. Nó vượt qua được ha. Cái resistance này nó vượt qua được, nó đi lên và cái gì nó chạm xuống. Rồi, sau đó nó đi lên lại. Đó, sau đó nó đi lên lại. Ngay chỗ nào mà nó đi lên lại nó rớt xuống, mấy anh chị nhớ để một cái nót vô. Đúng không? Ngay chỗ nó đi lại vô, tiếp tục. Ngay cái chỗ nào đó nó lên tiếp nè, xong rồi nó chạm nè, mấy anh chị coi, nó chạm lần thứ hai nè. Đó, là mấy anh chị khi mà mấy anh chị có hai điểm rồi, mấy anh chị công nhận cái này là gì? Là một đường support. Đúng không? Cái đường support này lúc ở mức là 84.61. Rồi, thì bây giờ khi mình đã có support mới thì bây giờ mình phải đi tìm một cái resistance mới bằng cách như thế nào? Mình phải có at least là hai điểm. Mình phải có at least là hai điểm. Đây là điểm thứ nhất. Đây là điểm thứ hai. Đúng không? Mà mấy anh chị coi hai cái điểm này nó có một cái như vậy là nó chênh lệch khá cao. Đúng không? Nó chênh lệch khá cao. Anh chị khi vẽ anh chị không thể nào vẽ mà mình có thể lú vô cái cây candle này tí xíu, nhưng mình không thể nào lú quá mức như vậy. Mình lú như vậy là gần nửa cây candle rồi. Đúng không? Mình gửi gần nửa cây candle rồi. Là tại vì những cái vùng này là sao? Tại sao anh chị thấy có những cái vùng mà nó chạy bứt phá như vậy là nó do có thể là nó do news. Một cái good news nó xảy ra cho nên nó phá vỡ những cái quy tắc trong TA. Bởi vậy mới nói với anh chị TA nó bị ảnh hưởng rất nhiều về new. Đúng không? Nhưng mà không sao hết. Mình bất kỳ lúc nào khi mà mấy anh chị thấy cái cây này nè, cái lần thứ hai này nó đi lên mà mấy anh chị cảm thấy mấy anh chị có một cái lần người ta bán ngay chỗ này, mấy anh chị cứ bán ra, không sao hết, không thành vấn đề. Có lời là được. Rồi, tiếp tục. Bây giờ nè, cái giá nó tiếp tục nó di chuyển đúng không? Lần này nó lên cao hơn lần trước. Anh chị cũng phải note nó lại luôn. Có nghĩa là mình trade theo history quá khứ thì mình phải lưu lại hết những cái vùng giá mà mình cần lưu ý. Nó đi xuống lần này đúng không? Nó cũng đi lên. Nhưng mà mấy anh chị thấy cái lần đi lên thứ hai này, lần đi lên thứ ba này nè, nó làm sao? Lần đi lên thứ ba này nó gần hơn so với lại cái lần đi lên thứ nhất. Đúng không? Là bây giờ mình anh chị thấy hai cái vùng này bắt đầu cao. Anh chị làm gì? Mình lập tức mình để ra một cái Enterless H là một cái đường line. Mấy anh chị rà xuống. Mấy anh chị rà xuống, để chỗ này nha, đừng để ý bên đây. Nó chạm một lần, nó chạm hai lần là mấy chị hình thành gì? Cái đường này mấy anh chị đổi thành màu đỏ. Thì lúc này mình có một cái gì mới? Mình có một cái đường resistance mới. Đây là support. Còn lúc này cái đường màu đỏ là gì? Resistance. Rồi, đường màu đỏ này lúc này mình gọi là resistance. Đúng không? Nè, thằng đứng đầu. Đây, em để vậy là mấy anh chị nhận ra. Đó, trên dưới mình là support, trên mình resistance. Rồi, mình đã có một cái support resistance mới. Bây giờ mình trade sao? Anh chị thấy nè, nó chạm lần thứ hai nó đi xuống, nó đụng dưới này nó đi lên đúng ngay cái resistance ở trước đó mình vẽ, đúng không? Đúng ngay resistance trước mình vẽ. Rồi lần kế tiếp nữa nó lại đi xuống nữa, mình expect nó là sao? Có khả năng nó sẽ đi lên đây, nhưng mà nó mới đi lên có một nửa thôi thì nó lại dòng xuống. Và đây là cái mà em nói với anh chị là không phải lúc nào cũng vậy 100% là con sóc nó sẽ bao, nó sẽ đi lên đầu. Có những lúc nó sẽ lủng, mà mấy anh chị thấy nó lủng gì đâu, nó lủng exactly vô cái vùng support mà trước đó mình đã plan.
đúng không? Lụm vô support trong đó mảnh gen, chứng tỏ là mảnh chị thấy gì? Những cái support resistance này người ta vẫn còn sử dụng trong một cái thời gian khá dài. Mấy anh chị coi đây là 11 tháng 1. Tới đây là sao? 19 tháng 5 nó vẫn work như thường. Rồi, rút này khúc cái khúc ở dưới này mình đã nói rồi, đúng không? Thì đó là support và resistance. Ha, thì đó là support và resistance. Đây, bây giờ mình sẽ qua một cái hình để đó mấy anh chị thấy không? Đây, support resistance. Mấy anh chị không nhất thiết phải ghi như em, mấy anh chị có thể xóa đi, mấy anh chị xóa hết đi, xóa hết đi. Mấy anh chị chỉ cần ghi gì? Một một tới hai chữ thôi. Để cho anh chị biết đây là đâu là support, đâu là resistance. Đó, đây support resistance. Nhưng mà nếu giá trade ở trên thì sao? Cái khúc này trở thành support, trên đây resistance, đáng này ra. Còn nếu trade ở dưới trả lại vị trí resistance support. Đó, đơn giản ha. Support resistance. Đây. Đây là cái đơn giản là mình có mình sử dụng hai cái đường line để mình làm support resistance. Bây giờ mình sẽ học cái kế tiếp. Đây ha, em muốn ghi mấy anh chị nè, cách nhận biết support resistance. Cách trade sử dụng support resistance. Cái thứ kế tiếp mà em sẽ hướng dẫn cho anh chị, đây là một cái định luật. Nó gọi là polarity method. Thì mấy anh chị đã biết được cái cách mà support và resistance nó thay đổi á, mấy anh chị thấy không? Mấy anh chị nãy mình mới vừa học luôn là support resistance nó sẽ có một cái sự hoán đổi vai trò. Đúng không? Lúc này nè, ở trên đầu mình là resistance, dưới đầu dưới mình là support. Rồi, lúc này lên đây, resistance lên trên, support lên đây. Đúng không? Rồi. Thì bây giờ cái sự hoán đổi này nó giúp cho người ta có một cái niềm tin rất tốt khi trade. Nó có một cái niềm tin rất tốt khi trade là sao? Khi á, mà mấy anh chị thấy cái sự hoán đổi xảy ra, đúng không? Khi mà anh chị thấy sự hoán đổi xảy ra, chẳng hạn như hồi nãy mình có nè, lúc đầu thì có phải này là support không? Rồi, cái đường line này em để chồng lên nè, đó em để cho nằm trên xíu là support. Còn cái đường line này là resistance không? Đúng không? Nhưng mà khi mấy anh chị thấy sao? Cái giá nó phá vỡ qua, cái giá nó phá vỡ qua thì nó thay đổi vai trò. Thì cái lúc mà nó thay đổi vai trò này nè, thì người ta gọi cái điểm mà chạm xuống á, cái điểm chạm này nè, người ta gọi là polarity, là sự hoán đổi vai trò giữa support và resistance. Đúng không? Sự hoán đổi vai trò support resistance. Thì khi mà người ta thấy polarity này nè, người ta là sao? Tin tưởng rất cao. Tin tưởng rất cao. Ha, tin tưởng rất cao. Khi á mà mấy anh chị thấy nó cái sự hoán đổi vậy nè, support hồi xưa là ở đây, bây giờ support chuyển lên trên, thì cái điểm vào lệnh ngay chỗ này nè, cái điểm vào lệnh ngay cái vị trí mà nó bao này nè, là một cái cơ hội thắng lên tới 60 tới 80% bằng cái việc là support biến đổi thành thế, support ở dưới hồi xưa dưới này, chờ hồi xưa đây là resistance đúng không? Cái sự hoán đổi này nè, nó làm cho người ta có một cái niềm tin, và đây là một cái khả năng có một cái xác suất thắng rất cao, à, thắng rất cao. Bây giờ mấy anh chị coi cái lúc này nó không, nó chạm nè, nó chạy nè, nó chạm nè, nó chạy nè, mấy anh chị thấy không? Chạm nè, chạy nè, chạm nè, chạy nè. Nhưng mà mấy em có nãy mới nói anh chị là một cái bánh xe thì không thể nào mà nó lủng nhiều lần, nó bị đâm nhiều lần mà mình có thể sử dụng lâu dài được. Rất là được sự tin tưởng ở những lần một lần hai, nhưng mà không có thể nào mình tin tưởng nó cả đời, đúng không? Đó, thì bây giờ đó là một cái trick. Bây giờ chẳng hạn như vậy, em sẽ vẽ cho mấy anh chị dễ hiểu hơn nè. Bây giờ mình có một cái đường line, đúng không? Mình có một đường line. Trước đó cái giá nó trade ở dưới này, nó bị chạm, nó bị cản nhiều lần. Nhưng một khi nó đi lên được, nó quay trở ngược xuống được, thì tại cái điểm này nè, người ta gọi là gì? Polarity. À, 1649 này nè, 16749 này nè, người ta gọi nó là polarity. Đúng không? Người ta gọi là polarity. Đây em sẽ ghi ra polarity. Và tại cái điểm polarity này nè, người ta rất là tin tưởng. Người ta sẽ mua nhiều hơn tí xíu. Tại vì sao? Nó đã có sự hoán đổi và công thức này nó được áp dụng rất là nhiều lần, thì người ta tin tưởng đây sẽ là một cái lần bao rất tốt. Đây sẽ là một cái lần bao rất tốt. Nhưng để được đạt được cái sự tin tưởng tốt hơn thì anh chị đừng vội entry ở cái lần đầu tiên nó break out, nó bull back về. Anh chị kiên nhẫn tí xíu, mấy anh chị cho nó đi lên đi,
mấy anh chị vô lần thứ hai. Tại vì anh chị nhớ không, cho dù sao thì mấy anh chị vẫn phải nhớ công thức là phải ít nhất phải chạm 2 lần thì cái này nó mới trở thành một cái gì, good support. À, nó chạm 2 lần thì mới hình thành một cái good support. Đó, mấy anh chị có nhớ trong đầu. Rồi, đây nè, bây giờ mình coi lại cho mấy anh chị coi. Mấy anh chị thấy lần đầu nó chạm nè, nó tăng bao nhiêu điểm? Nó tăng có 4 điểm thôi. Nhưng mà lần thứ hai nó chạm, mấy anh chị coi, nó phá, tạo ra một cái đỉnh mới. Nó tạo ra một cái đỉnh mới từ dưới này đi lên. Là bao nhiêu? 19, 95 là gần double. Đó, đây gọi là gì? Polarity. Chạm lần thứ hai hình thành một cái support polarity, người ta tin tưởng rất là cao ha. Thì đó gọi là support và resistance, và một cái công thức nữa gọi là polarity method. Trade lúc nào nhớ 2 lần mới tạo được một support, và khi resistance trở thành support thì có một cái công thức gọi là polarity, mình sẽ mua vào lần thứ hai khi nó chạm cái new support mà hay gọi là điểm polarity. Đó, thì đây là support và resistance. Rồi,